Ai ném đó? Cô bạn đáng thương, đáng sợ quá. Lần này cô sẽ tha cho em. Nhưng hãy nhớ, trong lớp cấm ăn uống và ăn vặt. Chào em, trong lớp cấm ăn uống nha. Em có đem đồ ăn không? Dạ không. Cái gì thế kia? Chloe, cô phải giấu đồ ăn vặt đấy chứ. À ha! 1, 2, 3. Rồi, em đi đi. Nhìn kìa, tín đồ thời trang Mia đã đến trường. Wow, Mia, trông em xinh đó. Có vẻ cậu ấy chả đem theo kẹo. Đây đã, kẹo gấu đó sao? Mia lừa được cô giáo, nhưng Chloe thì không. Có vẻ cậu ấy vừa nảy ra một ý tưởng. Cấm mang đồ ăn. Dạ không, không có. Quay một vòng xem. Đó là bánh donut sao? Ồ, vòng cổ đẹp thật. Đồ ăn. Đồ ăn. Đi thay ra mau. Cô gái à, cậu ngụy trang lộ quá. Còn cô giáo thì vô cùng kiên định. Đói quá đi. Mình chỉ ăn một miếng thôi. Monica phải giấu kẹo không những với cô giáo mà còn với cả bạn học nữa. Chả còn cái nào lại nữa. Mấy cái màu này nhìn ngon quá đi. Lấy hết màu vẽ ra. Nắn những viên kẹo mềm trái cây thành hình tròn và xếp vào hộp đựng màu nước. Xin lỗi, hôm nay không có kẹo, chỉ có màu vẽ thôi. Cậu ấy lừa được các bạn rồi. Cuối cùng cũng có thứ để tự nhấm nháp. Đói quá đi. Cái này bị cấm mà. Em kia, đưa đây. Cấm ăn vặt trong lớp. Mình lỡ tay làm rớt đồ. Cúi xuống dưới bàn mà ăn vậy. Em làm rớt đồ nè. Xin lỗi nha, cấm ăn uống. Gói phô mai que cuối cùng. Bọn họ sẽ làm gì đây? Wow, cánh mày râu có vẻ hào hứng với kế hoạch lắm đây. Bẻ phô mai que cho nhỏ hơn. Xong. Đánh lạc hướng cô. Xong. Đi đi, mau mau mau. Sử dụng ngón thuật của ninja. Xong. Đổi phấn bản thành phô mai que. Xong. Hay lắm người anh em. Cô ơi, em lên bảng viết đáp án nha. Chà, mới mẻ thật đấy. Em lên đi. Cuối cùng, Anthony có thể nhâm nhi món mình thích ngay giữa lớp rồi. Ăn kẹo ngay giữa lớp. Hơi bị dũng cảm đó, Ava. Em kia, làm gì vậy? Tha mình từ bỏ. Đưa chỗ kẹo đó cho cô. Không công bằng, mình đói quá. Mình có ý này. Cậu đó sao Eva? Cuối cùng em cũng thích môn địa hả? Không uổng công sức của mấy lâu nay. Tình hình đã ổn. Giờ thì xử kẹo thôi. Bên trong quả địa cầu chứa đầy kẹo. Mình đúng là thiên tài mà. Chloe, cậu không biết luật sao? Này, em kiếm cái này sao? Cấm ăn vặt. Đợi đã. Mình có ý này. Lấy thanh hồ dán, đẩy hết phần hồ ra. Giờ thì cắt kẹo gấu theo chiều dài cần thiết, rồi nhét lại vào trong thanh hồ dán rỗng. Cô giáo đang nhìn. Phiêu, cô ấy không để ý. Kẹo xanh ngon quá đi. Cậu ấy đang ăn gì sao? Ú là trời, mình đói quá. Còn không nghĩ ngợi nổi. Nó là cục gôm ngốc ạ.
nhìn đây này. Kẹo gấu giấu trong lọ bút. Lấy một hộp khoai tây cỡ nhỏ, vẽ đường cắt, rồi dùng dao cắt ra, tạo lớp vỏ ngụy trang. Bỏ đầy đồ ăn vặt vào, cắt đáy chiếc nắp hộp rồi thả vào trong. Cuối cùng bỏ bút chì vào để che lại. Đỉnh thật nhỉ. Cô giáo đang nhìn kìa. Đói mốc đói mèo. Cô giáo đã bật radar dò kẹo. Giờ chỉ có cố dò xem ai còn giấu gì. Bắt quả tang của bé thông minh. Mau đưa kẹo ra đây. Kính của cậu có dính gì đó. À, hình như là vậy. Ồ, cặp kính đẹp đó. Trông em hơi căng thẳng. Có dấu gì cô sao? Ồ, vâng, phải đó. Kẹo Skittle thơm ngon. Nhưng cô giáo đã để ý rồi sao? Ew, suýt xóa thật. Có vẻ cô giáo không nhận ra Chloe đang làm gì. Chuyện gì vậy? Một dạng thiết bị khuếch đại âm thanh nhỉ? Bắt quả tang Chloe nha. Trong lớp cấm ăn vặt. Đổ hết kẹo vào đây. Chúc may mắn lần sau. Đợi đã. Chloe, cậu có cùng suy nghĩ với tớ chứ? Lấy chậu hoa. Đổ ít kẹo Skittle vào. Rồi cắm vài hoa giả lên. Chloe đi học trễ. Em gửi tặng cô. Nhưng cô giáo không để tâm lắm vì còn đang bận vui sướng trước món quà. Ồ, em thật là ngoan quá đi. Chậu hoa đáng yêu làm sao. Nhưng đợi đã. Chậu hoa thật ra chỉ là chỗ giấu kẹo Skittle. Yay! Này, cậu giấu gì đó? Không phải việc của cậu. Cho tớ xem coi. Lại thế nữa rồi. Hai cái đứa này. Không! Kẹo của mình. May là cô giáo thấy thẹn hơn là giận đó. Mia nhắm đến con hạt của cậu bạn. Kẹo. Nếu như rút lưỡi dao ra. Giờ thì cắt dọc miếng kẹo như vậy. Đừng quên đục lỗ đoạn cuối nữa. Cuối cùng trả lại tất cả hết vào trong vỏ. Mình đúng là thiên tài. Quá giỏi. Tan trường rồi. Đứng lại. Em đã làm gì sao? Đưa cặp cô xem nào. Không biết cô giáo sẽ xử lý đống đồ ăn vặt này như thế nào. Có vẻ các giáo viên lúc nào cũng vui đùa. Ồ, cố lên, cố lên, cố lên. Ủa, coi nào. Để tôi chơi cho mọi người coi. Chiến luôn. Và cô ấy chiến thật. Thì ra tất cả kẹo đều được xử lý theo kiểu này.